Dạ em xin chào các chị. Dạ hôm nay em lên tiếp mới ha, giới thiệu đến các chị nhà mình những cái tông màu vải von các chị ha, vải von. Dạ thì hôm nay vải von này thì em giới thiệu đến các chị nhà mình nó có 7 tông màu các chị ha, 7 màu dòng vải von các chị ha. Von thì nó có cái độ co giãn nhẹ, các chị nhà mình may áo dài được các chị nha. Vải von các chị ha, may áo dài được nè, may áo sơ mi, áo kiểu. Dạ áo đầm thì mình phải lót các chị nha, áo đầm váy thì mình phải lót. Dạ thì cái dòng vải von này thì em về được 7 màu. Dạ chất liệu vải thì nó có cái độ co giãn nhẹ các chị ha. Mình may áo dài, may đầm, may áo sơ mi, áo kiểu. Thì áo sơ mi, áo kiểu, áo dài thì mình không cần phải lót. Dạ may đầm mình phải lót các chị nha. Dạ thì hôm nay em bán với giá là 50.000 một khúc vải dài 2m khổ 1m rưỡi, chất liệu vải von các chị nha. Dạ em có 7 màu đây các chị. Màu xanh ngọc các chị ha, màu xanh ngọc, màu vàng, dạ màu vàng nhạt các chị nha, màu vàng nhạt. Màu số 2 là màu vàng nhạt nè, màu số 3 là màu tím cẩm, màu số 4 là màu hồng da, màu số 4 màu hồng da các chị ha. Mẫu số 5, mẫu số 5 là màu xanh dương nè, mẫu số 5 màu xanh dương các chị. Mẫu số 6 là màu hồng ruốc, mẫu số 7 là màu vàng đậm các chị ha. Mẫu số 7 là màu vàng đậm. Dạ thì em có 7 màu. Các chị nhà mình thích mẫu nào, màu nào các chị nhà mình liên hệ với em hai số Zalo các chị nha. Dạ các chị nhà mình gom đơn nhiều nhiều em mới bao ship được các chị nha. 50.000 một khúc vải von thôi các chị. Dài 2m, dạ hay dài 2m khổ 1m 1m rưỡi nha các chị nha. Dòng này thì các chị nhà mình lên áo kiểu, áo sơ mi mặc rất là thoải mái các chị, có độ co giãn nhẹ mặc rất là thoải mái luôn. Dạ em có được 7 màu. Dạ em mời các chị nhà mình nha. Dạ các chị nhà mình gom đơn nhiều nhiều thì em bao ship cho các chị nhà mình nha. Dạ những cái mẫu này á các chị, những cái màu này thì những cái tông màu trầm thôi. Dạ các chị nhà mình thích cái màu tối thì mình có thể là mình chọn cái màu cái màu xanh dương nè, cái màu xanh dương nè các chị, cái màu tím cẩm ha, cái màu hồng da, hồng ruốc. Dạ những cái màu này rất là đẹp luôn các chị, mặc rất là ưng da các chị nha. Dạ em mời các chị nhà mình xem ha. Dạ các chị nhà mình thích cái màu nào thì các chị nhà mình báo với em. Bây giờ em báo cho các chị nhà mình cái mã số đi, không riêng cho các chị nhà mình dễ lựa chọn nha. Mẫu số 1. Mẫu số 1 là màu xanh ngọc các chị ha. Mẫu số 2 là màu vàng nhạt. Mẫu số 3 là màu tím cẩm. Mẫu số 4 là màu hồng da. Mẫu số 5. Mẫu số 5 là màu xanh dương. Mẫu số 6 là màu tím tím ruốc các chị ha. Màu giống như là màu hồng ruốc. Dạ xin lỗi, màu hồng ruốc đi các chị. Mẫu số 6 là màu hồng ruốc. Mẫu số 7 là màu vàng đậm các chị nha. Dạ em có 7 màu. Các chị nha mình thích màu nào các chị nha mình liên hệ với em các chị ha. Dạ em chào các chị, hẹn gặp lại các chị ở video tiếp theo nha.